Em lại chào cả nhà nhá. Đây ở trên này em đang làm cỏ cả nhà, rất rậm. Đấy, cỏ đây rất rậm đây. Đây em cho tỉa nhá. Đấy, rất rậm. Đấy, những cây thưa thưa này bẻ xong cái là nó lại ra lộc rồi cả nhà. Đấy, chưa tỉa nhưng mà đã ra lộc rồi. Thì em mấy hôm em làm ở Thanh Hà, xong rồi em tranh thủ mấy hôm nay mưa thì em nghỉ, thì hôm nay tranh thủ lên đây thì em phát đây, em phát đi trước thì nhà em tỉa theo sau nhá cả nhà nhá. Thì em phát một người tỉa theo sau, thì tỉa đây theo cách tỉa của em thì cũng tỉa như vậy thôi đấy cả nhà. Đấy, như những cây mình bẻ nó vẫn còn đấy thì mình tỉa như vậy thôi. Bẻ đấy mình cũng giật một số, đấy. Đây nhá cả nhà nhá. Đấy. Như cây này năm nay không sai này. Năm nay không sai ấy. Thì mình tỉa cái trong thôi. Thì như cái ngọn này vẫn phải tỉa đi một ít. Thì nhà em nó không biết tỉa ấy. Thì chắc là em lại để mấy hôm nữa em tỉa lại sau. Đấy. Còn như những cái cây này thì nó ra lộc rồi cả nhà. Thì nó ra lộc như vậy cả nhà nên để nhá, không nên chặt đi. Đấy, như những cái lộc này này mình cũng chưa kịp lấy, chưa kịp phun. Thì nhiều số cây là mình bẻ trước ấy nó đã ra lộc rồi nhá. Đấy, những số cây bẻ trước ấy đã ra lộc nhá. Như những cành nào mà cảm thấy dày thì sau này em đi là em sẽ chặt lại. Đấy, chặt lại thì nó không đáng kể đâu. Còn những cái mầm ấy thì là mình đi tỉa rồi. Đấy, em vẫn đang làm cỏ nha cả nhà nhá. Đấy, vẫn đang làm cỏ. Vừa làm cỏ vừa là tỉa. Đấy, như những cây bẻ trước đây cả nhà nhá. Đã ra được một đợt lộc rồi. Nhưng mà cái đợt lộc của nó rất ngắn cả nhà. Đấy. Bởi vì lúc đi bẻ ấy. Lúc bẻ những cái cây này ấy, thì mình dùng kéo nhá cả nhà nhá. Mình dùng kéo cắt. Nên là cái lộc nó chỉ ra ngắn tún tún này thôi. Nó không ra được dài. Đấy. Như em mà vẫn đi phớt lại đây. Đấy, vẫn đi phớt lại nhá. Đấy. Bởi vì cái lọc trong này này, cái lọc ở bên trong tán này này, những trong tán này này, đấy, nó bắt đầu đang ra này này. Những cái lọc này mình cũng không lấy dài mấy đâu. Đấy, lấy bình thường thôi, chỉ là lấy cái lọc đầu ngọn. Đây, nó quả đây. Đấy, nó long hết rồi nhá cả nhà nhá, không có sâu cuống đâu. Đấy. Không sâu cuống nhá, nó chín nó lâu quá rồi, nó ở trên cây nó không rụng. Nếu mà sâu cuống thì rụng lâu rồi cả nhà, sâu cuống nó rụng lâu rồi. Đấy. Thì em tỉa ấy, em chỉ tỉa cái trong thôi, cái bên ngoài tán thì em vẫn để nhá. Đấy, như những cành này này, những cây nào mà dày ấy, có thể là mình sẽ chặt đi. Như cành này dày này là em sẽ chặt bớt. Bởi vì nhà em đi tỉa ấy cả nhà, đi tỉa chỉ em chỉ bảo là đi phớt lại những cái này thôi. Phớt lại những cái mấu này thôi. Đấy. Để nó mọc cái khác. Còn nhà em nó không biết là tỉa những cái cành nào để cho nó hợp lý. Chặt ấy thì để nó vẫn nhìn nó vẫn hơi dày.
đấy. Nhưng mà phớt nó chỉ để tầm này thôi nhá cả nhà nhá, đừng tỉa vào sâu lắm đấy. Lúc mình làm ấy mình đừng cắt vào sâu lắm nhá. Ví dụ như cả nhà nó cắt vào sâu như cái cành này này là mất ăn đấy. Nhưng mà những cái ngọn này, cái ngọn của em này đấy, vẫn phải để này nhá. Cành này là em bỏ thì em mới chặt như là vậy. Đấy, mấy hôm làm thanh hà xong rồi thì bắt đầu là em lên làm vải muộn. Nhưng mà làm vải muộn năm nay nó đẩy lộc rất nhanh cả nhà. Đấy, nó đã ra được một đợt lộc rồi. Đấy, như cây này thì nó ra được đợt lộc rồi nhá. Nó ra sâu vừa ăn, vừa rất ngắn cả nhà. Cái đợt lộc này nó không quan trọng mấy cả nhà nhá. Đợt lộc này nó sẽ ra rất nhanh, đợt sau thì mình lấy nó nhanh thôi. Cái đợt lộc này nếu mà cảm thấy mình phun được ấy, nó chỉ trong vòng khoảng là tầm một tuần là nó ra rồi. Đấy, những cái lộc này này, lộc ngắn ngắn này này, nó trong vòng một tuần là nó già nhá, già nhanh lắm. Thì trong vòng một tuần ấy, thì qua đợt sau nó chỉ cần nắng ấm lên, lộc nó đã bắt đầu là già. Đấy, thì mình nếu mà tiến hành lấy lộc ấy, thì nó lấy rất đơn giản, nó cái lộc già cái là mình tiến hành lấy đợt sau ấy, nó cũng đơn giản thôi. Đấy, thì cái vải nó đợt lộc nó ra thời kỳ bao nhiêu, đến tầm thời điểm nào thì em sẽ tiếp tục lại quay cho cả nhà. Đấy, như đây là em, cái lộc của em mà chưa tỉa được, chưa lấy được, nhưng mà nó đã ra nhá cả nhà nhá. Ra đấy, thì lộc ấy mình vẫn để, cái nào để được để, cái nào là chặt được mình chặt nhá cả nhà nhá. Đấy, coi như là đã được một đợt lộc. Đấy, những cái cây trước được một đợt lộc, nhưng mà những cây này ấy, nó phải lấy khoảng tầm 3 đợt nó mới thành cả nhà. Đấy, gọi là cái đợt lộc này nó với em không quan trọng mấy, nhưng mà mình vẫn phải lấy cả nhà nhá. Đấy, mình vẫn phải lấy, vẫn phải để, đừng có chặt đi. Nhiều nhà ví dụ như những cái lộc này này, đấy, nhiều nhà là lộc này là cả nhà chặt đi nhá, chặt đi là nó phí đi. Đấy, như những cái lộc ở trong tán này này, ví dụ nó ra như vậy này. Đấy cả nhà, như thế này là mình để nhá. Nếu mà cả nhà chặt đi đấy thì cái này nó phải mất khoảng tầm một tháng nữa nó mới ra được, nó rất lâu. Đấy, nó đã được một đợt lộc rồi, cộng thêm mình bây giờ mình chặt non đi là nó rất lâu nhá. Cái đợt lộc này nó sẽ rất lâu mới được cái đợt lộc này này. Đấy, thì mình cứ để. Đấy, để mình ví dụ như cái cành nó như cây này em cho tỉa này. Đấy, như cái dài này này, cái dài ở trong tán này thì mình chặt đi, chặt để khoảng bằng này thôi. Cái già này thì nó ra nhanh. Đấy, các bác thấy những cái bé bé này này là để nhá. Cái bé bé này thì nó ra yếu hơn cái già kia. Cái già kia là nó to rồi, nó ra nhanh hơn. Đấy, thì mỗi người một cách làm thôi. Nhưng mà làm thế nào làm ấy cả nhà nhá, làm tỉa chuẩn bị lấy lộc ấy, hôm nay đã là mùng 2 rồi. Như theo em mà lấy lộc vải ấy, là em sẽ tính theo lịch âm nhá cả nhà nhá, em không tính theo lịch dương. Đấy, lịch âm ấy thì mình sẽ tính theo xuân hạ thu đông. Đấy, thì mình mới lấy được lộc vải, và mình tận dụng cái thời tiết bốn mùa ấy để mình khoanh, để cho nó ủ được cái ngọn lộc này này, sau này này ủ được cái ngọn lộc này để lấy quả ấy, thì mình mới tính được. Đấy cả nhà, nếu mà tính theo lịch dương ấy thì mình không tính được nhá cả nhà nhá. Lịch dương ấy thì nó sẽ không đi theo thời tiết của bên Đông Á của mình là xuân hạ thu đông. Đấy, bởi vì như nhiều bác ấy ở trong tỉnh Tây Nguyên ấy thì là thời tiết nó sẽ khác ở ngoài Bắc, nhưng mà ở ngoài Bắc bọn như bọn em làm
vải thì phải tính theo chu kỳ thì mới làm được. Đấy cả nhà. Còn nếu mà tính ở trong những tỉnh Tây Nguyên ấy thì theo mấy bác ở trong đấy là rơi vào khoảng độ tầm tháng 8, tầm 15 tháng 8 đấy là bắt đầu khoanh rồi. Nhưng mà như năm nay ấy, tầm 15 tháng 8 ấy, thì ở ngoài Bắc bắt đầu là em mới lấy lộc ba nhá cả nhà nhá. Đấy cả nhà cứ tính đi. Tính thế nào nó cho nó hợp lệ để mình như năm nay ấy, thì lấy ba đợt lộc ấy cả nhà. Theo em tính từ giờ trở đi này, em sẽ tính là từ giờ trở đi là hôm nay là mùng 2 ấy, thì em sẽ lấy đợt lộc. Cái đợt lộc này thì nó để em để khoảng độ tầm nếu mà em làm xong ấy, em phun trong vòng khoảng một tuần là cái đợt này sẽ già nhá cả nhà nhá. Em sẽ quay cho cả nhà xem cái đợt lộc ra trước nó sẽ già, nó rất nhanh. Đấy, cái này nó nắng ấy, chỉ trong vòng một tuần là già rồi thì mình vẫn lấy, bởi vì cái cây nhà em nó sai nhiều năm rồi, nó bị cằn á cả nhà nhá, nó sai nhiều năm là nó yếu. Đấy thì em sẽ vẫn tiến hành bón phân cả nhà. Thì em nói lại như những cái vườn ấy thì là cả nhà, như năm nay ở khu bên dưới với lại khu trung du của em ấy, thì cả nhà nên lấy lộc tỉa cành đâu vào đấy là trước ngày 15 tháng 6 này nhá, tháng 6 âm rồi nhá. Còn như những anh em ở trên những cái xã vùng cao hơn ấy, thì mấy bác ấy, thì là bán sau bán muộn hơn ấy, thì là các bác ấy có thể lấy chênh lệch như bọn em ở dưới này là khoảng tầm 10 ngày. Đấy, các bác sẽ làm sau 10 ngày bởi vì các bác vải ở trên kia bán muộn hơn. Thì một số bác như trước ấy thì là các bác bán ở khu dưới ấy, có thể là các bác đã được một đợt lộc như của em này rồi. Đấy, nhưng mà như tầm thời điểm này ấy, thì em làm không kịp ấy. Đấy, thì em cũng tính là làm trước ngày 15 tháng 6 này, thì em sẽ tính là đến 15 tháng 7 là em sẽ được một đợt lộc nữa. Đấy, đến 15 tháng 8 là em sẽ lấy đợt cuối cùng rồi nhá. Đấy, đợt này ấy, thì em lấy đến 15 tháng 7 này, 15 tháng 7 em lấy một đợt. Có thể là nó sẽ ra sớm hơn nhá, cái đợt lộc 2 với đợt lộc 3 nó sẽ ra sớm hơn, nhưng mà đợt lộc thứ 3 ấy, nó có thể là nó sẽ kéo dài đến 35 đến 40 ngày mới được đợt lộc đấy. Đấy cả nhà. Còn hai đợt lộc này thì mình lấy nó sẽ nhanh hơn. Đấy, có thể là đợt lộc mình mới tỉa xong này chỉ trong vòng khoảng tầm 20 ngày là được một đợt lộc rồi, nhưng mà đợt sau ấy chỉ trong vòng khoảng tầm 30 ngày, còn đợt sau nữa thì nó phải rơi trên 30 ngày mới lấy được nhá. Bởi vì cái lộc của nó ấy, càng ngày ấy thì như cái cây của mình ấy nó càng đủ lộc ấy cả nhà nhá. Bây giờ nó thiếu lộc này, nó ra rất nhanh. Còn khi nào nó đủ lộc ấy thì nó lại ra chậm hơn. Đấy. Thì em nhiều bác ấy có hỏi em ấy thì là tỉa xong có bón phân không? Thì là em không bón nhá cả nhà nhá, em khuyên cả nhà là không bón. Đấy. Những cái cây của mình ấy thì nó lúc lấy quả ấy, mình bón cái lượng phân ở dưới gốc này này cả nhà nhá. Đấy, cái lượng phân này nó vẫn còn thì mình chỉ cần tỉa thứ này là nó đã ra rồi. Đấy. Kể cả đợt sau mình cũng không bón nhá cả nhà nhá, đợt sau không bón, nhưng mà cả nhà xem những cây nào yếu là mình bón, mà những cái cây nào nó cảm thấy gần mình lấy đợt lộc thứ ba nó đủ ấy thì mình sẽ không bón. Đấy. Cái cây mà nó thiếu ấy thì là bắt đầu mình tiến hành bón nhá. Đấy, cây đợt sau, đợt lộc 2 là mình sẽ bón, tiến hành là mình sẽ bón cái cây nào yếu. Còn đến cây lộc đợt lộc thứ ba là những cái cây nào mà cảm thấy lấy yếu là mình bón, còn cây nào mà vẫn đủ lộc ba mà đủ để sang năm để đủ sai quả là mình sẽ không bón nữa. Đấy. Nếu mà cả nhà bón phân ấy, đến lúc cái thời kỳ mình khoanh ủ hoa ấy, nó hãm không ở nhá cả nhà nhá. Cả nhà khoanh nó, nếu mà gặp mưa xuống là nó vẫn tiếp tục đẩy lộc, là đến lúc đấy cả nhà sẽ tiến hành triệt lộc, làm như thế nó rất khó cả nhà. Đấy. Thì em lấy vải đến lộc như thế nào thì em sẽ tiếp tục làm video cho cả nhà. Đấy. Cả nhà vào xem, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Thì em cũng xin cảm ơn cả nhà nhé. Đấy, em lộc đến đâu thì em sẽ làm video đến đấy.
Rồi em chào cả nhà nhá.